Sáng thức dậy ở một nơi xa các bạn. Mình đang ở giữa phải nói là một cái rừng luôn đó. Nó rất là đẹp. Trong nhà thì toàn bộ là bằng gỗ là chính. Đây, các bạn nhìn những cái thanh gỗ. Đó, những cái khối gỗ. Khối gỗ đặc luôn đó. Đây là cái bàn nè. Cái bàn bự chần dần luôn, gỗ đặc bự chần dần luôn. Đó, cái phong cách của trên Đà Lạt đây là những cái ngôi nhà gỗ như vậy, rất là ấm. Đây, buổi sáng các bạn mở cửa ra. Đó. Sáng mở cửa ra là nguyên một cái con suối ngoài trước mặt mình đó. Rất là đã đấy nha các bạn. Xuôi dưới đây thì cái đường vô là sẽ có một cái cầu gỗ để bắc qua đây nữa. Đây là cái ngôi nhà mà mình ở bữa nay. Thì xung quanh đây là hoa sim rất là nhiều. À, những cái lối đi là tràn ngập hoa luôn. Dưới là suối chảy róc rách. À, chim hót thì có nghe nhưng mà nhỏ nhỏ thôi. À, suối chảy róc rách. Các bạn nhận ra đây là ở đâu chưa? Cái bảng có nè, ma rừng lữ quán đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ bữa nay mình xuống đây công tác các bạn, thì ông anh mình cũng đang trên đây á, có phân mấy cái lô á, chắc để bán á, thì lên dẻ sẵn lên chơi luôn. Đây thì bây giờ mình sẽ đi qua cái cầu ha. Đây, xung quanh cái suối ấy, thì có đặt những cái bộ bàn ghế. Đây. Còn đường đi lên nữa giờ qua cái cầu. Suối này, cầu này thì đi lần đầu chưa có quen đâu, bạn phải đi 2-3 lần thì mới quen. Có cáp đồ nói vô nè, suối rồi sương đó. Từ đây mình nhìn lên cái nắng chiếu vô là có sương rồi. Đồi hoa sim. Như trong bài hát luôn. Rồi cái nhà bên đây là khu vực chính, quầy bar. Đi một người thôi chứ nếu mà đi khoảng 2 tới 3 người là nó đắt đó. Này, nhìn lên nó đã ghê không? Mấy con mèo đi vô trong hết rồi. Đây cái khu viên chính này. Thì hiện tại thì ông anh mình đang có một cái lô ở gần đây phân ra đó, lên vẽ quy hoạch chút xíu. Có chiếc xe ở đây nhìn đẹp ha. Đây là bờ hồ nè.
suối, có hồ. Hồ qua tối quá đi vô không có thấy được lúc này. Phải nói cái khung cảnh ở đây là tuyệt phẩm luôn á. À, bên kia là một căn biệt thự. Khung cảnh xung quanh nè. Sáng bước thôi nữa xuống thôi là thấy đã rồi đó. Những cái ngôi nhà, những cái villa ở đây thì không có nằm sát nhau nha các bạn. Nằm cách ra thôi. Khoảng giữa là một cái khoảng sân. Chứ không phải là xây như cái dạng mà kinh doanh như ở trong Đà Lạt đâu. Nói chung mình lên đây mình nghỉ dưỡng mà đi theo đoàn á. À, sân chơi đều thoải mái luôn. À, trên đây là có một cái nhà nhỏ. Nó thực tế là nhà. Chỉ cần một cái chỗ ngủ như vậy thôi mà. Không có cần nhiều. Đó. Chim hót líu lo rồi suối chảy róc rách. Nó đúng với lại cái phong cách mà đi du lịch mà trở về với thiên nhiên thì phải là như vậy nè. Đó, nắng nó chiếu vô á. Giờ này hình như 7 giờ mấy rồi. Nắng chiếu vô nhưng mà vẫn còn thấy sương. Nên là các bạn nghe tiếng suối chảy không? Oh. Vừa mới quay lại nhìn thấy nguyên con sâu. Đó, nó bự. Phía sau lưng là bờ suối. Nước chảy chim kêu róc rách. Sáng ngủ dậy thấy sương ngày mai. Đây là đang trên núi mà bạn, cho nên nó rất là lạnh. Sáng sớm mà ngủ dậy với cái khung cảnh này thì rồi. Bây giờ sẽ đi tham quan một vòng nữa. Hãy vô ngồi uống cà phê. Cái căn mình ở nó nằm tốt trên phía trên đây nè, bị mấy cái cây nó che lại đó, căn ngay đó. Còn căn dưới đây là đi cái đường vòng qua thì phải. Giờ này có nắng lên nên cũng đỡ lạnh rồi. Đây cái cầu đi qua nè. Cầu đi qua khu bên kia. Đó. Mấy cái bộ bàn ghế dưới đây. Ngồi quấn cờ tướng mà dưới cái khung cảnh này thì quá đỉnh rồi. Ăn sáng hoặc là làm bất cứ cái gì.